Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, một ngày mới luôn luôn vui vẻ và bình an. Chủ đề chia sẻ hôm nay thì Nhí sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái bí quyết cũng như một cái cách để thắng mỡ không nghe mùi nè các bạn. Và tép mỡ thì giòn và cái cách bảo quản cũng được lâu nè các bạn. Để biết được cách của Nhí chia sẻ như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của Nhí. Về nguyên liệu thì Nhí có chuẩn bị khoảng 1,3 kg mỡ heo. Và cái cách để các bạn chọn được cái loại mỡ heo ngon thì các bạn chọn những cái loại mỡ có cái khổ nó dày như thế này các bạn. Thì cái mỡ nó sẽ rất là ngon và rất là thơm các bạn. Thì để thực hiện cái cách thắng mỡ thì trước tiên thì Nhí sẽ đi luộc sơ qua cái mỡ này để nó khử bớt được cái mùi tanh các bạn, để mình thắng cái mỡ cũng như cách bảo quản mình sẽ được lâu hơn. Trước khi mình luộc qua thì Nhí sẽ cắt cái miếng mỡ này thành từng miếng nhỏ lại các bạn, để mình luộc cho nó dễ hơn, vì cái miếng mỡ này nó rất là to. Đây, Nhí cắt ra thành từng miếng nhỏ nhỏ như thế này nè. Và cái miếng này thì Nhí cũng sẽ cắt ra làm ba luôn. Tiếp theo thì Nhí sẽ chuẩn bị một chảo nước, sau đó Nhí sẽ cho vào đây một muỗng ăn canh muối nè, và khoảng 30g gừng. Thì cái gừng này Nhí cắt lát sao nhớ Nhí đập dập để khi mình luộc mình khử mùi tanh của mỡ heo rồi các bạn. Sau đó Nhí sẽ cho mỡ vào và mình luộc từ nước lạnh mình luộc lên các bạn. Khi thấy nước sôi thì Nhí sẽ trở bề cái mỡ heo này lại và mình sẽ luộc cái mỡ heo này tầm khoảng 10 phút nha các bạn, cho cái mỡ heo này nó chín luôn. Khi thấy mỡ heo nó chín thì mình sẽ vớt ra và mình sẽ rửa lại thật là sạch qua nước lạnh, và mình sẽ thái hạt lựu nhỏ nhỏ các bạn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thể cắt lớn hơn, miễn sao mà các bạn thấy phù hợp với quá trình các bạn làm là được. Đây các bạn, Nhí cắt cái hình quân cờ nhỏ nhỏ như thế này nè. Và bây giờ Nhí sẽ cho vào một cái gỗ nè và mình chuẩn bị mình thắng mỡ luôn các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi thắng mỡ các bạn. Nhí sẽ cho hết cái phần mỡ mà Nhí cắt vào chảo nè. Sau đó Nhí sẽ mở lửa vừa phải và mình sẽ đảo đều đến khi nào mà cái phần mỡ này nó khô lại, nó giòn lại, nó tiết ra hết mỡ là ok nha các bạn. Sau được khoảng 10 phút thì lúc này cái phần tóp mỡ nó đã săn lại nè các bạn. Nó đã tiết ra mỡ rất là nhiều luôn nè. Và khi mình thắng mỡ như thế này thì cái phần tóp mỡ thì mình chế biến được rất là nhiều món ăn nè. Có thể là mình chiên giòn lên hoặc mình chiên nước mắm, hoặc là mình để dành mình kho cá ăn, rất là thơm và rất là ngon các bạn. Đây các bạn, lúc này cái phần tóp mỡ Nhí thắng nó đã gần tới rồi các bạn. Thì để cho cái tóp mỡ nó bảo quản được lâu thì Nhí sẽ cho vào đây nửa muỗng ăn canh muối. Và cái bí quyết để giữ cho cái phần tóp mỡ nó lâu hư các bạn, thì khi các bạn phi mà thấy cái phần tóp mỡ nó vàng vàng như thế này nè, nó gần được, thì các bạn cho vào đây một ít tỏi cắt lát với lại hành cắt lát. Mình canh làm sao khi mà cái phần tỏi hành này nó vàng thì cái tóp mỡ nó đã vừa tới luôn, là rất là đẹp. Thì đây là cái bí quyết rất là nhỏ để giữ cho cái phần tép mỡ cũng như giữ cho cái phần mỡ nước này nè nó không bị nghe mùi, để chúng ta chế biến nấu ăn rồi rất là ngon. Khi mà mình cho cái phần hành tỏi vào đó, mình phi nó thơm rồi các bạn, thì cái phần mỡ nước thì nó cũng nghe cái mùi hành tỏi rất là thơm luôn. Đây, lúc này thì Nhí thấy cái phần tóp mỡ nó đã vàng và nó đã giòn rồi các bạn. Thì bây giờ Nhí sẽ vớt ra. Nhí đã chuẩn bị sẵn một cái thau có khăn giấy thấm dầu rồi. Đây các bạn, lúc này cái phần mỡ á, nó có hành tỏi vào nó rất là thơm. Nó không có nặng mùi giống như là cái phần mỡ chúng ta thắng bình thường. Thì khi nó nguội lại thì các bạn bỏ trong một cái hũ để dành chúng ta kho cá ăn, rất là tuyệt vời các bạn. Tiếp theo thì cái phần tóp mỡ này là các bạn, lúc nó nguội lại á, thì Nhí thấy nó vẫn còn độ giòn các bạn, rất là ngon luôn. Và như thế này thì chúng ta có thể bảo quản trong một cái hũ hoặc một cái keo. Chúng ta để bảo quản tự nhiên cũng được, hoặc là chúng ta bảo quản trong tủ mát cũng được. Thì cái tóp mỡ này chúng ta để dành dùng để chiên cơm nè,
hoặc là để xào rau, hoặc là để kho cá, rất là ngon các bạn. Và đặc biệt là chiên nước mắm hoặc là cháy tỏi ớt, nhất là những chị em phụ nữ rất là thích. Thì đây là cái bí quyết thắng mỡ rất là hay, giúp cho cái phần tấp mỡ rất là thơm, cũng như cái phần mỡ nó không nghe mùi. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, hãy để lại cho Nhí xin một like, cũng như giúp Nhí share những cái thông tin này cho bạn bè người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn, để Nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái mẹo thắng mỡ thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái cách, những cái bí quyết chế biến món ăn hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.